Chào mừng các bác đã tới với cửa hàng xe đạp cổ Bơ Rô Phương Chun, địa chỉ cửa hàng nhà em ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Hôm nay em lên cho các bác một con xe cực đẹp luôn các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy con này là màu hồng cánh sen các bác nhá. Xe Bơ Rô nữ 650 màu hồng cánh sen, cổ rụt phanh treo các bác nhá. Các bác ơi, cổ rụt phanh treo lại còn màu hồng cánh sen. Hàng độc quyền hiếm đấy các bác ạ. Xe này là màu này là phiên bản giới hạn các bác nhá. Các bác có thể thấy từ trước đến nay cửa hàng em chưa có bất cứ một con nào mà cổ rụt phanh treo màu hồng cánh sen các bác nhá. Con này mà cá màu cá vàng thì nó lại phải nhân giá lên gấp 3 gấp 4 lần thì em mới mua được từ Pháp về đấy các bác ạ. Còn con này các bác nào mà cứ xem đi các bác, xong rồi em sẽ đọc giá để các bác có thể chốt được ngay. Bác nào mà mua cho vợ hay là các bác mua để đi hay là mua để sưu tầm thì cực kỳ đáng sưu tầm các bác nhá. Vì màu này cực kỳ đẹp luôn các bác, có thể nhìn thấy cái khung của xe này quá đẹp luôn các bác ạ. Tem nó không rách, không lỗi, cái nước sơn thì quá là đẹp. Hôm nay em quay ở cái trời mà nó râm, nó không có ánh nắng các bác ạ. Thế nhìn nó chưa được nổi cái xe. Đấy các bác có thể thấy râm như thế này mà quay cái xe màu hồng cánh sen mà nó đã được đẹp như thế này. Hôm nào trời nắng ráo các bác cứ đi xuống đường mà xem, em đảm bảo luôn 100% ai cũng sẽ nhìn các bác. Các bác nhìn kỹ hộ em đi. Em nói luôn tình trạng xe nó còn đẹp, nó còn rất là mới nha các bác nhá. Hàng lưu kho. Và con này là phiên bản giới hạn của hãng Bơ Rô rồi các bác ạ. Vì cổ rụt phanh treo lại còn màu hồng cánh sen, rất là hiếm và quý. Con này là đời 1979, tem con sư tử nổi các bác nhá. Chắn xích dài. Đây em xin được quay chi tiết cho các bác xem này các bác. Phanh chữ ma cụ, phanh ma phát vẫn rõ mồn một các bác nhá. Má là má phanh thì chưa mòn chưa gì. Các bác có thể nhìn thấy áo là sọc chỉ giữa màu đen. Tem càng trước của em đây. Xe rất là đẹp các bác ơi, cái sơn quá đẹp luôn. Thật sự em rất là thích cái màu này. Đây các bác, vành của bác cứ đảm bảo cho các bác, vành là sáng hết, lốp và lốp béo 44 vàng đen các bác nhá. Đây các bác ơi, nước sơn các bác nhìn hộ em cái ạ. Đẹp lắm các bác ơi, cái tem của nó em phải công nhận con này đẹp đấy. Đồ đạc của nó cũng là rất là tươm. Đấy các bác nhá. Tình trạng về có sao em quay vậy, hàng bên Pháp về như thế nào thì cứ thế mà lắp thôi các bác ạ. Không chấm mút, không chấm phẩy, không đánh bóng, không ủ dầu. Em vẫn để tình trạng từ con ốc như thế nào em vẫn để nguyên các bác ạ. Đấy các bác ơi, các bác nhìn thấy này, vành rất là đẹp, rất là sáng các bác ạ. Lốp và lốp vàng đen, quả béo 44 Pháp xịn. Đấy, xe là có nịt chun, có yên. Yên là yên nhọn đúng theo đời xe các bác nhá. Xe này bác nào mua xong em có tặng các bác một cái bơm. Xe chỉ thiếu duy nhất một cái bơm thôi, còn đầy đủ đồ. Đấy các bác, chữ Made in France của các bác vẫn nguyên đây. Tình trạng xe quá đẹp luôn các bác ạ. Trước khi đọc giá cho các bác thì em lại phải giới thiệu kỹ một tí các bác ạ, để các bác thấy được tình trạng xe là có nên mua hay không. Theo em thì các bác nào thích cái màu này thì phải mua ngay, vì hiếm lắm mới lại tìm được một con màu như thế này đấy các bác ạ. Cổ lại còn cổ rụt phanh treo màu hồng cánh sen quá là đẹp luôn. Các bác về mua cho các bác vợ đi thì rất là đẹp đấy các bác ạ. Các bác có thể thấy đèn là đèn xoài các bác nhá, ghi đông là sáng, chuông là chuông sư tử kêu điếc tài của các bác luôn. Tay nắm và vỏ phanh thì cùng với màu với nhau là màu đen các bác nhá. Đời 79 thì con sư tử nổi đấy các bác, con sư tử này vẫn còn rất là mới luôn, nó đẹp các bác ạ. Phanh các bác có thể thấy cụm phanh của em chữ ma pháp vẫn rõ mồn một các bác nhá. Lốp thì lốp béo 44 Michelin Pháp xịn. Các bác có thể thấy này, xe em cứ được lốp béo béo 44 là rất là đẹp luôn. Nhìn cái xe nó khỏe khoắn các bác ạ. Việt Nam mình thì các bác không đi lốp 35, thế nên khi xe từ Pháp tuyển về em đã tuyển toàn lốp 44 cho các bác rồi. Vành này thì các bác có thể soi gương được luôn, rất là sáng. Tai hồng và may ơ các bác có thể nhìn thấy là vẫn còn rất là mới. Vì em bảo rồi, tình trạng hàng lưu kho thì bao giờ nó cũng được đẹp các bác ạ. Còn những cái xe mà dựng bờ rào thì nó sẽ rôm, sẽ dỉ, nó không được đẹp nữa. Thế nên các bác ơi, tiền nào thì của nấy thôi các bác ạ. Xe đẹp, tiền đẹp, xe vừa thì xe nó cũng vừa vừa thôi các bác. Nó không được đẹp bóng bẩy như thế những cái con xe này. Mà các bác mua được ở nhà em thì em khẳng định luôn, không đâu bán hàng mà uy tín và có tâm như nhà em đâu các bác ạ. Nhà em không bao giờ mạ lại bất cứ một cái gì các bác nhá. Các bác đi những chỗ khác, cái xe, cái sơn ví dụ nó có xước một tí người ta sẽ đi bắn lại, nhưng riêng nhà em thì không. Tình trạng có sao cứ quay vậy các bác ạ. Nhà em quay kỹ như thế này cơ mà, từ quay từ chỗ đẹp tới chỗ xấu để các bác có thể ngắm được, chứ không phải là quay mỗi cái chỗ đẹp xong lùa các bác lên đâu. Không bao giờ làm cái chuyện đó các bác ạ.
Vì nhà em là người thật, việc thật rồi. Các bác nhìn cái xe đi, cái xe nó đẹp như thế này. Em cũng xin đọc giá luôn các bác nhá. Xe có giá là 50 triệu các bác ạ. 50 triệu các bác sẽ chốt được con màu hồng cánh sen cổ rụt phanh treo của em đời 1979 các bác nhá. Xe là nguyên chiếc từ Pháp về các bác ạ. Xe đẹp lắm. Bác nào mua được con này thì em lại phải chúc mừng các bác, vì xe cực kỳ đẹp luôn. Em nói thật, cái màu này em nhìn em mê quá. Chả lẽ em lại để em đi. Nhưng mà thôi, em đang đi một cái con xe cá vàng của em ở nhà rồi, thì thôi con này em bán cho các bác. Bác ạ, đấy các bác, bình điện của chúng em đấu sáng rồi. Các bác có thấy cái bình điện rất là mới luôn. Bình điện em đấu đèn rồi. Các bác về chỉ việc đi thôi. Các bác không thích thì các bác không đi đèn, sợ mòn lốp. Đấy các bác nhá, giá em đã đọc rồi, 50 triệu là các bác chốt được con xe này. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số 0981539298 là số của em. Các bác cứ liên hệ với em, kết nối qua Zalo, em gửi định vị các bác về tận nhà. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.